Ebenezer and Sister. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau một thời gian làm việc khẩn trương, ngày hội tiếng Anh từ trường học Hoàng Sơn đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị đại biểu, ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến dự đông đủ để ngày hội tiếng Anh thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các quý vị đại biểu.